Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp đến với những cái bài tập trong quyển sách hướng dẫn làm quen với những lại các hoạt động về kỹ năng giáo dục tình cảm xã hội các bạn nhé. Các bạn và chúng mình muốn hướng dẫn các bạn nghiên cứu ngày hôm nay, đó là một bài tập rất là quen thuộc, một tiếp chủ đề rất là quen thuộc, đó chính là lời chào hỏi các bạn ạ. Rồi, hãy cùng quan sát bức tranh này. Hai bạn nhỏ có khách đúng không? Đến nhà chơi thì một bạn gái đã biết nói là gì nhỉ? Con chào cô ạ. Còn bạn trai thì làm sao nhỉ? Núp sau chân mẹ và không chào luôn đấy các bạn ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau nói lời chào trong các tình huống nhé. Chúng mình phải nói thế nào nhỉ? Con chào cô ạ. Rồi, cho đây có hai bạn nhỏ, chúng mình sẽ tô màu cái hình ảnh bạn nào mà biết chào lễ phép, đó là bạn con gái đúng không nào? Chúng ta tô màu bạn ấy nhá. Mái tóc mình sẽ tô màu đen đúng không nào? Cái nơ tô màu đỏ. Cùng với váy nhé. Tôi xếp mình sẽ tô vào màu tím. Được chưa nhỉ? Còn bạn trai này thì sao nhỉ? Chúng ta cũng sẽ tô màu cho bạn ấy luôn nha. Mặc dù là bạn ấy vẫn chưa ngoan nhưng mà hy vọng là bạn ấy sẽ rút kinh nghiệm và lần sau bạn ấy sẽ làm gì nhỉ? Bạn ấy sẽ biết chào hỏi khi có người khách đến chơi với gia đình đúng không nào? Rồi, vậy là mình đã hoàn thiện xong hai hình ảnh bạn nhỏ đấy các bạn ạ. Các bạn có thể lựa chọn màu tùy theo ý thích của các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ ra lời chào tuy đơn giản nhưng mà rất là ý nghĩa. Bạn hãy vui vẻ chào mọi người, mọi lúc, mọi nơi khi mà bạn gặp những người thân quen nhé. Thời lượng của kênh hôm nay đến đây là hết rồi các bạn ạ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh của mình. Thế mai chúng ta sẽ cùng nhau học sang một tiếp chủ đề mới, đó là tiếp chủ đề nói về chơi thân thiện với bạn bè. Hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai.